Hello, chào tất cả anh em đam mê săn bắt ha, đam mê bãi chim đêm. Thì bữa nay em tiếp tục ra lưới anh em ơi. Thì bữa nay em cũng vẫn vẫn đánh vài cũ anh em. Thì hổng gài cũng nằm ở đây đánh anh em. Nhưng mà mưa bão thì thất thú chim anh em ơi. Thì thất thú rồi, thành ra bữa nay em vẫn đánh ở đây mà. Hy vọng là tối nay có chim cầu để báo kết quả cho anh em, để cho anh em xem video rồi nghe anh em. Thì cũng mong tối nay trời sẽ không mưa anh em ơi. Thì mấy đêm mà trời mưa không à. Thì đây em lại quay cái vòng 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 cho anh em mình xem chút xíu nghe anh em. Bữa nay đánh tổng hợp nha anh em. Bữa nay là em đánh cũng như là cái hội chợ vậy đó anh em ơi. Đây. Cái bãi và cái đồng của em đây anh em. Phía đây là em đánh hai máy chích nha anh em. Đây, hai lô chép đây anh em. Thì lô chép lúc nào cũng cắn cắn cái đầu lên chút xíu anh em, chừng 60 độ anh em. Đây chép này cũng vậy anh em, ngóc ngóc cái đầu lên chút xíu. Em thì em đánh vậy đó, còn anh em đánh sao không biết. Đây thì một cái lô quất 10 nha anh em. Lô bắt mượn anh em của Indo đó. Thì cái bãi em như vậy đó anh em đó. Trời cũng âm u quá anh em ơi. Đó. Đồng này đánh gà cũng hết sảy lắm anh em, ngặt cái gà nó chưa đi mạnh anh em ơi, cho nên mình đánh tổng hợp đi. Đánh gà, đánh chích, đánh vót luôn, con nào đi nhờ con đó anh em. Bữa nay là coi như cái hội chợ luôn anh em. Thì em đi hơi lắc, anh em thông cảm anh em ơi. Tại này hình như nó thiếu thiếu cái gì đâu làm sao đó tao gung. Đây, phía bên này đây hơi rung anh em thông cảm anh em ơi. Một cái dưới chân mình là cái lô mắc xéo nè anh em đó. Cái lô mắc xéo mình nằm ở đây thì tới bển là cái lô 15 của gà nghe anh em, còn tuốt đằng kia cái nữa là cái lô gà luôn, là lô 30 anh em. Thì em đánh chỉ có nhiêu đó thôi đó, em giới thiệu cho anh em hết trơn đó anh em. Thì cái lô gà này thì em đánh hai hai máy gà nghe anh em. Hai máy gà, một máy 30. Đây. Một cái lô 30. Rồi. Thì xin chúc anh em một buổi chiều vui vẻ luôn. Thì em quay chỉ bao nhiêu thôi anh em. Thì hẹn gặp lại tối nay coi có chim cò gì không anh em. Hy vọng ngày tối nay sẽ ổn, nhưng mà chuyển đen thui gì nữa kìa anh em. Thấy cục mây đó không? Cục mây đen thui tới nữa anh em. Rồi mình úp video tại đây ha. Hẹn gặp lại tối nay coi có gì không. Chào buổi sáng anh em ơi. Sáng bác rồi. Chim cò cũng đi tạm ổn thôi anh em. Anh em bên bển thế nào anh em ơi? Em mới sáng lên dọn đồ, dọn đặt xong rồi chạy một chiếc xe lên, vợ em chạy về, vô chạy để đồ đặt về luôn anh em ơi. Mấy miếng bên này
Mấy miếng bên này nghe nói vài bữa nữa, 3 4 ngày nữa ta xả lại anh em ơi. Xả lại đánh đánh gà chắc cũng chua ăn lắm anh em. Đánh gà chắc chua ăn rồi, chắc đồng bên em chắc tuần khoảng 10 11 mới có gà đi mạnh anh em. Nếu ta xả lại là mình hơi khó đánh gà đó. Sáng nay nghe cái ông chủ ruộng ông nói vài hôm nữa ta xả lại anh em. Có xào lưới em bên đó kìa anh em ơi. Ôi. Ôi. Bảo hành quả cho anh em nè. Được đâu một hai ba ba bốn năm sáu bảy tám chín cái chục con mất xéo gì đó anh em ơi, được cái chục con mất xéo gì, 9 con 10 con gì đó. 3 con quất, 3 con quất chứ 2 gà, 2 gà mái không anh em. Con này em độ con mái hay con trống không biết, nó bắt lại coi lại thấy bự quá nè. Này, trống chắc trống tơ quá. Này, trống tơ à, mái già gì đó nè, cũng bự quá nè, mái bự quá trời luôn. Còn cái này con máy thì phải rồi, giò nhỏ xíu vô chút ép à, con này cũng bự nè. Đây, con trống tơ nè, con giò nó coi. Mới già vậy đó. Rồi. Kệ đi. Tính cho con mái đi cũng được. Là cỡ quá à, được 3 con quất anh em, cái chục con mất xéo vậy, 9 con 10 con mất xéo gì đó, dưới 2 cò, 1 cò đỏ 1 cò lép anh em, cũng đủ công anh em ơi, đủ ngày công. À, đồ đạc em cuốn xong xuôi hết trơn rồi đó, bây giờ bắt đầu lên xe dọt về thôi anh em ơi. Ê, chúc anh em buổi sáng mình vui vẻ luôn. Thì hẹn gặp lại anh em trong video khác nha anh em. Thì bây giờ em cuốn đồ về anh em ơi. Rồi.